nãy giờ các bạn đã được nghe tiếng bồ uy lực và những cái cảnh chạy của tôi, nhưng mà khúc đó sẽ là khúc phía sau. Mình sẽ review tổng thể cái con xe Ducati của mình đã độ như thế nào, độ những gì. Nhưng mà đầu tiên, hiện giờ mình sẽ tập trung vào cái món đồ chơi mới mà mình đã sắm trên toàn bộ tất cả các xe của mình, từ xe đua, xe đi tour, xe kiển, xe gì mình cũng đã gắn hết. Vì sao mình lại chọn cái bộ sản phẩm giá đỡ điện thoại có xuất xứ Hàn Quốc này? Chỉ vì nó rất là tiện lợi và nó rất là cơ động, giúp cho những người mà hay sử dụng điện thoại, hay quay phim, hay đi xa, hay cần sạc điện thoại, luôn có một cái điện thoại sạc luôn đây, phải sử dụng nó. Rồi, điều đầu tiên, cái quan trọng nhất của nó, thứ nhất, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng điện thoại, tháo ra và ráp vào với những cái mẫu truyền thống ở ngoài thị trường nó bán, chúng ta phải sử dụng hai tay banh kẹp, và khi chúng ta chạy nó còn có khả năng có thể bị từ từ rớt ra nữa. Đấy là một cái bất lợi của tất cả các loại sản phẩm mà giá đỡ điện thoại thông thường. Và cái thứ hai nữa, nó có thể đem lại một cái sự tiện dụng tối đa khi mà nó tích hợp sạc không dây trên sản phẩm. Tôi chỉ cần đặt điện thoại vào, điện thoại có sạc, tháo điện thoại ra khi cần sử dụng, đặt điện thoại vào, có sạc. Đấy, đây, mọi người hãy tiến lại gần lại hơn và hãy nhìn ha. Đây, chẳng hạn như là khi mà tôi sử dụng điện thoại, tôi đi tìm đường, tôi phải luôn sử dụng những cái như là Google Maps, hoặc là những cái bạn mà chuyên chạy những cái dịch vụ như là Grab Now hay là Delivery, thì tất cả mọi người đều quan trọng nhất đó chính là cái điện thoại của mình phải luôn đầy pin để sống có thể mạnh mẽ 100%. Thì đây, như các bạn có thể thấy, khi mà tôi để vào, điện thoại nó đã qua chế độ sạc, và đây là chế độ sạc nhanh không dây và sạc nhanh ngang tiêu chuẩn của Samsung hay Apple chính hãng. Đây nhá, khi tôi mà rút ra. Rồi bây giờ mình hãy lắng nghe âm thanh khi mà chúng ta gắn vào sạc, nó sẽ có âm thanh là sạc nè. Đó, OS. Tháo ra. Gắn vào. Đấy, chỉ cần một động tác để vào là bạn đã có thể sạc pin được rồi. Và chẳng hạn như với những người mà luôn sử dụng điện thoại khi mà giao hàng chẳng hạn, thì mỗi lần khi mà chúng ta bước xuống, chúng ta đi giao hàng vào đâu, thì chúng ta phải luôn sợ cái điện thoại ở trên đây, và muốn mà đỡ mất cái điện thoại chúng ta phải tháo nó ra. Thì với cái này chúng ta chỉ việc trượt xuống và mang đi. Khi mà chúng ta giao hàng xong, chúng ta chỉ việc một thao tác nhẹ nhàng lên xe, chúng ta chỉ cần để nó lại gần, thả ra là nó dính cứng chắc. Và các bạn biết không, nó sử dụng hai cục từ 500 siêu mạnh, chịu được lực nâng tối đa là 20kg. Có nghĩa là nếu mà bạn có thể nâng một tạ 20kg chỉ với một cục hít này thôi, điều đó có nghĩa là gì? Nó sẽ cực kỳ chắc chắn trên cái giá đỡ và trên chiếc xe của bạn. Và thật chính xác như thế. Các bạn hãy coi video clip kế tiếp nha. Tôi chạy trong rừng và tôi thậm chí tôi té xe, tôi quăng xe, tôi đập xe, tôi bay tất cả các thứ. Điện thoại của tôi vẫn luôn yên vị trên chiếc xe cao cấp của tôi.
bây giờ tới phòng mình test thử coi xe té coi cái điện thoại nó có rớt luôn không nha. Bây giờ mình sẽ cho cái xe té nè. Thì đây, mình sẽ cho xe té luôn, mình quăng xe luôn. Quăng xe luôn. Đó. Té xe luôn mà cũng không xin ơi. Nãy giờ là nói về vận hành nó ngoài đường và nói về những tính năng ưu việt của nó trước những cái sản phẩm khác. Vậy thì bây giờ sẽ bắt đầu tới cái phần mà đập thùng nguyên một cái thùng của cái bộ sản phẩm Macfit. Bộ sản phẩm Macfit dòng Pro đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, Baiso. Rồi bây giờ mình sẽ khui thử ra xem trong một cái bộ sản phẩm mà khi mà họ bán cho mình với giá tầm khoảng 590.000 và là với bản Tourer và trở xuống thì có những cái bản dưới. Thì đầu tiên là chúng ta sau khi khui hộp chúng ta sẽ thấy một đầu phần đầu tiên. Đó là một cái bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn, 100% bằng tiếng Hàn. Và để tôi đọc cho bạn các bản tiếng Hàn. Thôi nói dở thôi, mình không phải là Harry Won, mình có thể đọc được tiếng Hàn. Bỏ đi. Thì cái giá sản phẩm 590 nó là giá sản phẩm mà họ dự định sẽ bán ở Việt Nam. Và ở Hàn Quốc thì các bạn có biết giá trị của nó nhiều không? Một bộ này là 1.3 triệu. Bán Hàn Quốc và Nhật Bản, có đường link mình bán Hàn Quốc, Nhật Bản mình có để phía dưới cho mọi người nghe xem. Và ở Việt Nam vì sao họ lại để bán giá như vậy? Tại vì họ vừa mới đặt nhà máy sản xuất ở Bình Dương. Vì thế giá thành nó sẽ được rẻ đi rất nhiều mặc dù là một thương hiệu Hàn Quốc. Rồi, kế tiếp sẽ là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. À, có nghĩa là muốn kéo điện thoại ra là phải kéo xuống rồi giật lên, chứ không có cầm giật lên là sẽ không được. Kế tiếp là sẽ là một cái tờ Macfit Use Guide, có nghĩa là hướng dẫn sử dụng bằng nhiều thứ tiếng. Rồi, đi kèm với nó tiếp theo là một sợi dây cắm vào nguồn. Đây là hai cọc cắm vào được nguồn âm dương. Một cái miếng dán vào điện thoại. Miếng dán này là miếng dán của 3M chính hãng nha. Dán vô rồi thì khỏi mà lột ra, rất là cứng. Rồi, bắt đầu mình sẽ bỏ cái phần máy chủ chốt bên trong. À, dưới đây cái hộp chưa hết nha, ở dưới đây cái hộp nó còn nữa. Còn những cái bộ giá bắt ở dưới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy cái phần thân máy ra. Thì nói sơ về cái sản phẩm này, nó có cái tiện dụng thứ nhất đó chính là một cái miếng che nắng ở ngoài có màu khói. Thì điều này sẽ giúp chúng ta khi mà vừa chạy vừa sử dụng á, nó sẽ không bị ánh nắng chói vào và không khuất tầm nhìn. Cái thứ hai nữa là nó có bộ sạc nhanh tích hợp, và cái công tắc sạc nhanh thì nó nằm phía bên hông điện thoại để khi mà mình không sử dụng mình có thể bấm tắt hoặc mở để mà tiết kiệm ắc quy hoặc là tiết kiệm cho xe hay gì đó. Còn nếu mình không mình có thể mở liên tục. Rồi, ngoài ra thì đây kế tiếp nó là một cái miếng dán. À, không phải miếng dán. Cái này là cho thêm. Nó là miếng dán này nhưng mà tại vì gắn vào đây, có nghĩa đây là cái miếng trượt này sẽ trượt ra. Rồi, chúng ta sẽ trượt ra đó. Có nghĩa là một bộ nó sẽ cho hai miếng dán. Là dán được trên hai cái điện thoại và một cái đầu để cổng sạc. Trên tay tôi cầm đây là một cái đầu sạc cho iPhone. Một cái đầu sạc cho iPhone nhé. Và cái đầu sạc iPhone này nó được tích hợp với lại 2500 siêu dính này. Thì như hồi nãy tôi đã nói là cái trọng lượng nó có thể nhấc được là khi mà hai mà được hết 500 vào là 20 kg. 20 kg ha. Rồi, đây là cái phần đế sản phẩm. Đây là hai điểm mà nó sẽ đưa điện vào trong điện thoại của chúng ta. Và nó cũng chính là cái điểm để mà giữ cái điện thoại thật là chặt trên thân. Và mình sẽ nói sơ qua thì với một cái lớp kính mica màu khói, một cái vỏ siêu thân bằng nhựa. Kế tiếp, cái phần quan trọng nhất là mọi người sẽ hay hỏi là những cái đế bắt như thế này nó có chắc cú không, nó có dễ gãy không. Và xin thưa, nó không phải bằng nhựa. Chúng ta nhìn thấy nó màu đen vậy nhưng mà nó không phải bằng nhựa. Nó là bằng hợp kim nhôm. Sau khi mà sản phẩm được hoàn thành, nó sẽ được phủ một lớp tráng nhựa bên ngoài để vừa tăng độ thẩm mỹ cho cái sản phẩm của mình. Rồi, kế tiếp này, đó là phần đế. Cái này mình đang hơi bị cảm nên mình hơi bị sụt sịt một tí xíu. Rồi, thì với một cái bộ sản phẩm Pro thì nó sẽ chỉ cho
thêm chúng ta ba món như thế này thôi. Đầu tiên lại là cái khóa. Cái khóa này là cái khóa để chống trộm nè. Có nghĩa là chúng ta sẽ móc vào chìa khóa xe chúng ta. Có nghĩa là chúng ta có chìa khóa xe chúng ta mới có cái này, chúng ta mới có thể mở hoặc là đóng thiết bị để mà lấy điện thoại. Đó, để mà mở ra hoặc đóng vào. Còn nếu không có khóa này thì không thể nào mở được bằng tay, tại vì khi mình siết nó rất là cứng, mở tay cũng được, phải sử dụng khóa hay kèm thì cái đó rất là khó. Rồi, kế tiếp nó sẽ cho mình đi kèm theo, đây là một cái bát để bắt chân kiến. Đây là một cái bát bắt chân kiến, chúng ta sẽ bắt vào cái kiến và nó đưa cái đầu này, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái bộ phận nói. Kế tiếp chúng ta chỉ việc là gắn cái giá đỡ điện thoại vào trên cái bộ phận nói. Và rồi siết ốc. Và rồi siết nó lại bằng đúng bộ dụng cụ này. Rồi. Cái phần cái đầu khóa này thì nó bằng nhựa. Còn cái thân này toàn bộ nó đều là kim loại nha, chứ không phải nhựa và nó không gãy được đâu. Rất là cứng chắc. Đấy là những gì có trong bộ sản phẩm Pro. Còn với bộ sản phẩm Tourer, nó sẽ thêm cho bạn một cái bát để mà bát hình chữ U để bắt kẹp được vào ghi đông. Ngoài ra nó sẽ cho bạn một cái thanh nói ngắn hơn. Với mức giá sản phẩm từ khoảng 590 trở xuống thì mình thấy rằng đây là một sản phẩm cực kỳ hiệu quả, tại vì nó đưa lại quá nhiều tiện ích. Nào là có thể chỉ một thao tác trượt xuống và lấy điện thoại, và chỉ một thao tác là điện thoại của bạn còn có thể sạc được không dây và sạc cực kỳ nhanh, rất là tiện lợi. Các bạn còn chần chờ gì nữa nhỉ? Mình đã sắm tới 5 bộ sản phẩm để mà gắn cho đủ mọi chiếc xe của mình, từ cả xe đua cho tới cả xe touring của mình luôn.